Việt Anh và Phương Uyên kính chào khán giả đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý khán giả, ngày 10 tháng 10, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp định kỳ tháng 10 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự phiên họp về phía Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có ông Võ Đức Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình 8 tờ trình. Đây đều là các tờ trình có liên quan đến các vấn đề nổi bật được cử tri quan tâm, kiến nghị trong nhiều kỳ tiếp xúc cử tri. Do đó, sau khi thảo luận, xem xét, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất cho chủ trương xây dựng nghị quyết. Các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã có một số góp ý để Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện nội dung tờ trình. Ngày 10 tháng 10, Ban chỉ đạo thu ngân sách tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thu ngân sách 9 tháng và triển khai giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng còn lại của năm 2023. Đến hết tháng 9 năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 8.126 tỷ đồng, đạt gần 79% so với dự toán Bộ Tài chính giao, đạt gần 74% so với dự toán Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh giao. Trong đó có đến 8 khoản thu đạt thấp hơn 75%, có 10 khoản thu bị giảm so với cùng kỳ, có 2 huyện bị hụt thu. Để thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thắng chỉ đạo các sở ngành tỉnh và các địa phương cần phải tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách, tập trung rà soát tổng thể các huyện hụt thu ngân sách để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đảm bảo cân đối chung, không để tồn động vốn xây dựng cơ bản, không để tồn động chính sách lương. Ngày 10 tháng 10, tập đoàn Central Retail Việt Nam phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại công nghệ dịch vụ Hùng Duy tổ chức khai trương siêu thị Go trên địa bàn thị xã Hòa Thành. Siêu thị Go Hòa Thành có diện tích sàn gần 4.000 m², được xây dựng theo mô hình mới. Với đầy đủ tiện ích, ăn uống, mua sắm, vui chơi, đáp ứng mọi nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao, từ các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng cho đến các dịch vụ vui chơi giải trí. Hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho người dân Hòa Thành và các khu vực lân cận. Siêu thị Go Hòa Thành đi vào hoạt động đánh dấu cột mốc quan trọng trong hoạt động mở rộng đầu tư kinh doanh, góp phần thay đổi diện mạo đô thị của thị xã Hòa Thành, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Thưa quý khán giả, hiện tại Trung tâm Thương mại Long Hoa, thị xã Hòa Thành đã và đang triển khai mô hình chợ 4.0. Theo đó, người dân đến trung tâm này mua sắm không cần phải mang theo quá nhiều tiền. Việc thanh toán sẽ được thực hiện qua các mã QR và các ứng dụng của các ngân hàng một cách an toàn và thuận lợi. Với mô hình chợ 4.0, tiểu thương và người dân có thể mua bán hàng hóa tại chợ bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền qua app ngân hàng vô cùng nhanh chóng và thuận tiện. Người dân có thể thoải mái đi chợ mà không cần băn khoăn về những trở ngại như mang theo tiền lẻ, tính toán tiền thừa. Hàng ngày tôi cũng hay sử dụng hình thức chuyển khoản, hình thức đó là nói chung tiện, đủ thứ, là nói chung giờ công nghệ rồi. Chẳng hạn như là nói chung bây giờ đi đâu mình không cần thiết phải xách theo tiền mặt, thí dụ là nó đỡ nguy hiểm hơn, thí dụ chẳng hạn đỡ bị mất mát tài sản của mình. Mô hình chợ 4.0 tại Trung tâm Thương mại Long Hoa đã và đang phát huy những hiệu quả tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số, theo đúng mục tiêu của chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Thương mại Long Hoa với gần 1.200 gian hàng, kinh doanh đa dạng các sản phẩm, hoạt động mua bán tại đây diễn ra khá nhộn nhịp. Ngay sau khi mô hình chợ 4.0 được khởi động, các tiểu thương đều tỏ ra khá hài lòng khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thay vì giữ tiền mặt thì mình dễ bị thất thoát. Từ khi có cái app tài khoản thì nó thuận tiện hơn trong việc quản lý tiền bạc. Có tiền trong tài khoản thì nó cũng giao dịch mua bán dễ dàng hơn. Đến nay, qua thời gian triển khai thực hiện, mô hình chợ 4.0 đã và đang cho thấy nhiều lợi ích thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, để mô hình này thực sự lan tỏa, rất cần những phương thức tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa, để ngày càng có thêm nhiều người dân và tiểu thương cùng sử dụng. Khi đó, những tiện ích mà mô hình này mang lại sẽ ngày càng rõ nét hơn. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý khán giả, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 20 tháng 10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng, gây lũ.
đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn gây ra nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tập trung triển khai các giải pháp ứng phó nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong những ngày tới là theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trên cơ sở đó, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao, xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Sáng ngày 10 tháng 10, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ xuất quân Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ tư sẽ diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội lần này gồm 71 thành viên, trong đó có 48 vận động viên thi đấu 7 môn thể thao gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cờ vua, bóng bàn, cầu lông và taekwondo. Đoàn phấn đấu đạt được từ 3 đến 4 huy chương vàng, đồng thời phấn đấu có nhiều vận động viên vượt qua vòng loại hướng đến đạt chuẩn tham dự Paralympics Paris năm 2024. ASEAN Paragame 4 được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 10. Xác định đây là đấu trường quyết liệt, quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu thế giới, nên ngành thể dục thể thao Việt Nam đã nỗ lực rất lớn để có những thành tích tốt nhất tại đại hội. Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk vừa cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Phạm Văn Huân, sinh năm 1994, ngụ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông, làm một người chết, nhiều người bị thương. Theo kết quả điều tra ban đầu cho biết, trưa ngày 8 tháng 10, tài xế Phạm Văn Huân điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29H07625 lưu thông trên đường tránh thị xã Buôn Hồ theo hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk. Đến khoảng 13 giờ 35 phút cùng ngày, do buồn ngủ nên Huân đã lái xe lấn sang phần đường ngược chiều và đâm vào xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 47F00203, khiến một hành khách trên xe tử vong, 12 người khác bị thương, trong đó có một người bị thương rất nặng. Tại cơ quan công an thị xã Buôn Hồ, tài xế Phạm Văn Huân đã khai nhận hành vi gây tai nạn giao thông. Về các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, 11 bệnh nhân đã được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu và điều trị. Hiện tại sức khỏe ổn định, tiến triển tốt, nhiều người đã được xuất viện. Còn một nạn nhân bị thương rất nặng, phải thở máy, hôn mê sâu, nên người nhà đã xin chuyển đi bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Chuyển sang phần tin thế giới. Trung Quốc vừa gửi công hàm phản đối tới phía Mỹ sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào Tổng lãnh sự quán nước này tại thành phố San Francisco, bang California. Tuyên bố cũng yêu cầu phía Mỹ xác minh và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Người phát ngôn của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco cho biết vụ việc đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính mạng và sự an toàn của các nhân viên, làm hư hại cơ sở vật chất và tài sản. Quan chức ngoại giao Trung Quốc này đồng thời yêu cầu phía Mỹ xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của cơ quan ngoại giao Trung Quốc. Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin, chiều ngày 9 tháng 10, theo giờ địa phương, cảnh sát San Francisco đã bắn hạ một đối tượng điều khiển xe lao vào sảnh phía trước của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Nghi phạm đã tử vong trong bệnh viện và vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Giới chức Myanmar vừa cho biết, mưa lớn xảy ra tại vùng Bago, miền Nam nước này đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng và làm gián đoạn giao thông, khiến nhà chức trách phải sơ tán thêm hàng ngàn người dân. Theo Cơ quan Phúc lợi Xã hội Cứu trợ và Tái định cư vùng Bago, đến nay đã có hơn 14.300 người đã được sơ tán tới 36 trung tâm cứu trợ do lũ lụt, cao gần gấp 3 lần so với một ngày trước đó. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tích cực hoạt động trong bối cảnh nước lũ tiếp tục dâng cao. Cơ quan này cũng dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trên khắp cả nước trong vài ngày tới. Một giáo viên chuyên về ngành trồng trọt ở Mỹ đã vừa lập kỷ lục thế giới mới với quả bí ngô nặng trên 1,2 tấn. Quả bí ngô được thầy giáo Travis Changer mang đến cuộc thi bí ngô Half Moon Bay lần thứ 50 ở bang California, có trọng lượng lên tới 1.247 kg, nặng hơn 21 kg so với kỷ lục Guinness được thiết lập ở Italy cách đây 2 năm.
Với quả bí ngô khổng lồ này, thầy giáo Changer không chỉ giành được 30.000 đô la Mỹ tiền thưởng mà còn được công nhận kỷ lục thế giới mới. Quả bí ngô này cũng sẽ được trưng bày cùng với ba quả bí ngô đạt giải khác ngay tại lễ hội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự chú ý quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.